Và sau đây là phần nhắc nhở cho tất cả đồng bào. Kính thưa đồng bào thương mến, tôi chính đây Minh Vương nước Việt, thánh giống tại thế, linh hồn là tướng nhà trời, cha trời cho tại thế kỳ này để đồng hành cùng đồng bào làm những việc vô cùng vĩ đại mà cha trời thượng đế toàn năng ưu ái ban cho dân Việt chúng ta, làm gương cho nhân loại, và phần thưởng của mỗi chúng ta vô cùng vĩ đại và quý giá vô cùng. Kính thưa đồng bào quý mến, vì thế đồng bào hãy vững tâm. Và đương nhiên, xác của tôi là xác Phật Càn Khôn. Phật Càn Khôn tức là xác của ông bà tổ tiên thánh thần Việt chúng ta, do cha trời thượng đế toàn năng tác tạo từ khởi ban đầu. Vì thế đồng bào hãy vững tin. Một lần nữa tôi nhắc nhở tất cả những tổ chức, hội đoàn, đoàn thể, hãy đồng hành cùng tôi làm việc. Và đương nhiên tất cả những cá nhân, đồng bào, mỗi đồng bào chúng ta hãy đồng hành cùng tôi làm việc của cha trời ban cho. Và kính thưa đồng bào, với tư cách là Minh Vương nước Việt, vua nước Việt, vua phục vụ, vua của thế giới thiên loại, chứ không phải là thế giới bon chen chụp giật, hung dữ ác độc, bốc hốt, ham mê dục vọng vật chất, danh vọng ảo quyền thế gian xáo, mà đây là thế giới thiên loại hướng dẫn và bảo vệ. Vì thế đồng bào hãy vững tin. Và đương nhiên với tư cách là vua nước Việt và là Minh Vương nước Việt, tôi được phép trang trọng trao ngôi Minh Vương của chính tôi đến tận tay mỗi đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta, để chúng ta cùng nhau làm việc Minh Vương, hoàng minh chính trực, vương đạo, chánh đạo, đạo đùm bọc, tha thứ cho nhau, đạo công bình bác ái, thiện lành nhân bản, hòa minh và tồn tại cùng càn khôn. Tôi cần trang trọng trao ngôi Minh Vương của tôi, ngôi vua của tôi đến tận tay mỗi đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta, tức là mỗi người dân Việt chúng ta được quyền nhận ngôi Minh Vương phục vụ. Đó là ngôi vua nước Việt vô cùng quan trọng. Vì thế tất cả chúng ta được quyền làm bổn phận của mình một cách hiên ngang, chính đáng và từ bi, can đảm, oai hùng và đương nhiên hiền hòa. Kính thưa đồng bào thương mến, nhớ điều đó: công bình, bác ái, thiện lành, nhân bản, hòa mình và tồn tại cùng càn khôn theo lệnh của cha trời thượng đế toàn năng. Chúng ta được bảo vệ khỏi tay kẻ ác, và đương nhiên chúng ta được bảo vệ khỏi bọn quỷ sa tăng và quỷ rau xanh. Nhớ điều đó. Vì thế chúng ta hãy luôn luôn cảm tạ Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng mọi nơi mọi lúc
mỗi khi chúng ta có thể, để chúng ta luôn luôn được tỉnh thức sáng suốt, nhận lãnh tràn đầy hồng ân, ân điển của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho chúng ta từ thời gian đến thời gian. Nhớ điều đó. Hỡi tất cả những bằng hữu dân Việt, minh vương của chúng ta, hãy đồng hành cùng tôi, cùng nhau làm việc, kêu gọi tất cả nhân loại mau mau sám hối gấp, và đồng thời làm việc cúng uy dân Việt và nước Việt chúng ta. Thành thật cảm ơn. Nhớ, không được chậm trễ nữa, hãy liên lạc với tôi bằng mọi cách để chúng ta cùng nhau làm việc. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta.